đánh cắp thiết bị trị giá tiền tỷ. Người đàn ông 32 tuổi đột nhập vào văn phòng công ty phát triển game Van Corporation, Mỹ, lấy đi đĩa game và thiết bị chơi game trị giá tới 40.000 đô la Mỹ, khoảng 930 triệu đồng. Ngoài ra, nghi phạm John Saputis còn đánh cắp cả xe tải FedEx để chở đống thiết bị trên. Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã đột nhập vào văn phòng trên tầng 11 của Van tại thành phố Bellevue, Washington. John Saputis đã lấy 15 bộ Xbox One, 23 bộ PlayStation 4 khoảng 20 chiếc laptop Asus, máy chơi game NINTENDOS đủ ITCH và Steam, khai tại tòa. Saputis nói rằng đã lấy cắp nhiều thứ tới mức không thể nhớ chi tiết. Tên trộm này đã quẳng tất cả vào thùng rác công cộng trên tầng rồi sau đó xuống dưới gom lại. Saputis bị phát hiện qua camera khi bán đồ ăn cắp cho cửa hàng game Bellevue GameStop. Tên này đã bán 43 bộ đĩa game cho GameStop với giá 336 đô la Mỹ. Số còn lại chưa kịp bán thì bị phát hiện và bắt giữ. Đáng chú ý. Trong số đồ đánh cắp có cả đĩa game Half-Life 3 mà Văn chưa từng chính thức ra mắt. Trước đó, John Saputis nhận tới 6 chat của tòa án nhưng chưa lần nào ra trình diện.